Ngày 23 tháng 8, 4 xe khách loại 35 chỗ dán đề canh quảng cáo gần như phủ kính cả xe đã bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Đà Nẵng đưa về đơn vị để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Thượng tá Lê Văn Lực, Phó phòng Cảnh sát Giao thông Công an Đà Nẵng cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, sáng ngày 23 tháng 8, lực lượng Cảnh sát Giao thông xác định đoàn 4 xe khách đang đổ trên đường Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng nên đã mời tài xế đưa xe về cơ quan Công an bước đầu cho thấy đoàn xe này chưa đăng ký với cơ quan chức năng về việc cải tạo đổi màu sơn xe phòng cảnh sát giao thông cho biết theo quy định trước khi cải tạo đổi màu sơn kể cả kẻ vẽ quảng cáo chủ xe phải khai báo trên trang thông tin điện tử của cục cảnh sát giao thông bộ công an hoặc trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe và được xác nhận của cơ quan đăng ký xe thì mới thực hiện Ngoài ra, việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của luật quảng cáo. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Chiều ngày 23 tháng 8, trao đổi với Tuổi trẻ Online, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cho biết, hành vi trên là vi phạm luật quảng cáo và hiện thanh tra sở đang mời đơn vị liên quan lên để làm việc xử lý.